Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung thôn phệ tinh không. Lão Phong đã lấy được một bộ trang phục hắc thần, một bộ vũ khí, một chiếc phi thuyền và đảm nhiệm chức vụ tuần sát sứ của khu căn cứ Sang Nam. Anh được trí thông minh mô phỏng dẫn tới chỗ chiến cơ vương cấp, còn được gọi với cái tên khác là trí năng chiến đấu cơ. Bởi vì anh chưa từng sử dụng qua chiếc chiến đấu cơ này, cho nên ngay từ đầu sẽ có một hệ thống nhận định quá trình. Bên trong chiến cơ vô cùng rộng rãi, hệ thống đều hoàn toàn tự động và được điều khiển bởi trí thông minh nhân tạo. Sau khi quét nhận diện, Lão Phong liền trở thành chủ nhân của trí thông minh, anh đặt tên cho nó là số 1. Dương vật phẩm đã được để sẵn ở đây, bên trong dương là trang phục hắc thần và độn thiên tòa. Anh chưa vội sử dụng, trước tiên quay trở về trại huấn luyện tinh anh đã. Về tới nơi, anh mới lấy ra bộ trang phục tìm hiểu. Hình thể của trang phục hắc thần là khác nhau, có thể là găng tay, mũ hoặc quần áo, thậm chí cả chiếc nhẫn. Bộ đồ của Lão Phong có hình dạng là một cái găng tay. Phương pháp sử dụng rất đơn giản, chỉ cần đeo găng tay thì trang phục sẽ tự động thẩm thấu lên da, hấp thu máu. Sau khi hấp thu xong liền sẽ biến đổi phù hợp với cơ thể người sở hữu. Giống như làn da vậy, có thể dùng suy nghĩ để điều khiển. Quá trình hấp thu rất nhanh đã thành công, chỉ một cái suy nghĩ, bộ giáp lập tức hiện ra bao phủ toàn thân Lão Phong. Ngoài khả năng phòng thủ cực mạnh, thì anh cũng có thể biến ra cánh tay, giống như chiêu thức mà Lý Diệu đã dùng. Việc tiếp theo là học cách sử dụng vũ khí. Độn thiên tòa biến thành một cái ván trượt, dùng để phi hành. Tốc độ nhanh gấp 2 lần trước đó. Tốc độ phi hành tối đa đạt trên 1.300m trên giây. Cho dù là trên cấp chiến thần, cũng rất khó phi hành đột phá giới hạn 1.000m trên giây. Anh trực tiếp phi hành tới chỗ Úc, sau đó dùng tinh thần lực dò xét xung quanh, phát hiện ra một con quái thú lĩnh chủ cao cấp, tương đương chiến thần đỉnh phong. Tên quái thú cũng phát hiện ra sự xuất hiện của Lão Phong nên lập tức lao lên tấn công. Lão Phong vừa tránh né vừa công kích, tốc độ của nó quá chậm, chỉ với vài đường cơ bản, quái thú đã bị chém trọng thương. Nó phẫn nộ há miệng công kích. Lão Phong điều khiển độn thiên tòa thành tấm lá chắn ngăn cản. Độn thiên tòa quá linh hoạt, công thủ toàn diện, nếu là chiến đấu với cường giả nhân loại thì sớm đã phân thắng bại. Vậy nhưng, đối thủ là quái thú, sức mạnh và độ bền cơ thể đều vô cùng mạnh mẽ. Lão Phong không may bị cái đuôi của nó quật trúng, may mà kịp thời sử dụng trang bị hắc thần. Độn thiên tòa biến thành nhiều thanh phi đao tấn công, uy lực mỗi thanh là rất lớn, lại linh hoạt. Tên kia bị ăn hành ngập mồm, không có sức phản kháng. Chuyện kế tiếp là đánh ra một kiếm chém bay đầu quái thú và kết thúc trận chiến. Được biết, độn thiên tòa có thể phân giải thành 365 con dao nhỏ. Đáng tiếc là anh chỉ có thể điều khiển được 6 cái trong số đó để tấn công. Nếu như học được kỹ năng kiểm soát thêm phi đao, thì trận chiến ngày hôm nay đã kết thúc nhanh hơn rồi. Anh chặt xuống cái sừng của quái thú. Đến đây thì nguyên liệu để chứng thực danh hiệu chiến thần cao đẳng đã tập hợp đủ rồi. Lão Phong bàn giao lại chiến lợi phẩm cho trại huấn luyện, đổi được 20 tỷ cùng 1 triệu điểm cống hiến, đồng thời hoàn thành chứng nhận cấp bậc. Sau khi được thông qua, chiến thần cung liền đem mũ cảm ứng, ý thức chuyên dụng đến cho Lão Phong. Công dụng của mũ là đưa ý thức tiến vào không gian mô phỏng bất kỳ trên thế giới, còn nhục thân thì ở bên ngoài. Trở thành thành viên của chiến thần cung sẽ có được rất nhiều quyền hạn, đồng thời mang trách nhiệm to lớn hơn. Trong khi đó, Triệu Nhược và Sử Giang đi tới châu Úc huấn luyện vẫn chưa xong, cho nên Lão Phong chỉ có thể gọi điện thông báo cho bọn họ rằng mình sẽ phải rời khỏi trại huấn luyện. Tạm biệt ngôi trường và hai vị lão sư, Lão Phong liền bước lên chiến cơ để quay về căn cứ Sang Nam. Tin tức Lão Phong đảm nhận vai trò giám sát sứ nhanh chóng được tuyên bố cho toàn thể người dân trong Sang Nam biết. Cả đám nghe xong đều vô cùng bất ngờ. Chỉ mới nửa năm mà anh đã tốt nghiệp, thực lực từ chiến tướng lên chiến thần cao cấp. Những người đắc tội với Lão Phong nghe được tin tức thì hoang mang tột cùng. Anh trai Từ Hân 10 phút trước còn chê bai Lão Phong và yêu cầu em gái kết thân với Tôn Siêu, con trai của một cường giả chiến thần. Thế nhưng sau khi nghe xong tin tức thì lại lật mặt nhanh hơn bánh trắng. Chiến cơ đáp xuống sân võ quán cực hạn khu Giang Nam, Lão Phong được đón tiếp vô cùng nhiệt tình. Tuy đều là người quen cũ, thậm chí mấy người đều là tiền bối của Lão Phong, vậy nhưng bọn họ vẫn hành lễ như đúng quy định. Thu xếp xong những công việc hàng ngày, anh liền lấy chiếc mũ cảm ứng ý thức tới chiến thần cung ra xem thử. Chiến thần cung là nơi hội tụ các cường giả chiến thần của toàn bộ địa cầu. Anh rất muốn biết thánh địa của chiến binh này rốt cuộc là tồn tại như thế nào, có hình dạng ra sao. Quay lại với vợ chồng Lý Diệu, trải qua nhiều ngày nghĩ tới nghĩ lui, Lý Diệu ra quyết định mời cường giả cao hơn chiến thần giúp đỡ. Có một vị tiền bối từ thời kỳ Niết Bàn đã cùng với lão sông sáu. Đây là giao tình cùng trải qua sinh tử, thực lực ông ta có thể lọt vào top 10 thế giới. Bất kể là phải trả giá như thế nào thì Lý Diệu cũng phải nhất định lôi kéo bằng được. Nhàn Hải chính là người mà Lý Diệu muốn nhờ vả. Vì để giết chết Lão Phong,
Lý Diệu không ngần ngại làm nô bộc cho ông ta để báo đáp. Mặc dù hai người cũng có chút giao tình, phải nhường, Nhan Hải lại không thể giúp đỡ được. Phía đằng sau La Phong chính là đệ nhất cường giả. Giết chết La Phong cũng đồng nghĩa rằng sẽ phải đón nhận cơn thịnh nộ của Hồng. Ông ta không việc gì phải tự đào hố chôn mình cả. Nhưng mà hai vợ chồng Lý Diệu lại bất chấp sống chết cũng phải giết chết La Phong. Nhan Hải đành phải đưa ra một phương pháp khác. Tuy không ra tay xuất thủ, phải nhường sẽ giúp Lý Diệu đột phá cho thành cường giả trên cấp chiến thần. Ông ta lấy ra một quyển bí tịch, ghi chép phương pháp đột phá. Đổi lại thì cái giá phải trả, đó là mạng sống của Duy Nina. Ý thức La Phong tiến nhập chiến thần cùng, khung cảnh còn hoành tráng hơn tổng bộ của võ quán cực hạn rất nhiều. La Phong được đưa tới phòng riêng của mình. Ngoại trừ anh thì những người khác không thể tiến vào. La Phong cũng phải khen ngợi độ hoành tráng của nơi này. Bí tịch cất giữ trong này còn có giá trị hơn một chiếc chiến cơ vương cấp. Mở quyển bí tịch về tinh thần niệm sư cơ bản ra xem. Tinh thần niệm lực bắt nguồn từ tinh thần và linh hồn của con người. Chỉ có trong cơ thể người thì mới có thể cất chứa được. Ẩn chứa sức mạnh kinh người, sử dụng để khống chế đồ vật. Cũng có thể sử dụng bằng cách âm thầm lặng lẽ xâm nhập vào tâm linh con người, giết địch trong vô thành vô tức. Thủ đoạn công kích chủ yếu được chia làm 3 loại. Hiện tại, anh chỉ khống chế được 6 thanh phi đao. Tạp Đặc Lan đã tu luyện mấy chục năm, cũng chỉ có thể đạt tới cảnh giới 9 thanh chủy thủ. La Phong chưa vội tìm hiểu kỹ sao điều khiển tinh thần niệm lực. Trước mắt, vẫn nên ra ngoài xem những chiến thần khác. Mà ở trong đây chỉ có tồn tại trên chiến thần mới có tư cách trở thành trưởng lão Nguyên Lão Viện. Hiện tại, Nguyên Lão Viện có 5 đại Nguyên Lão, 5 hai vị trưởng lão. 5 vị Nguyên Lão chính là 5 cường giả đứng đầu thế giới. Người đầu tiên mà La Phong gặp mặt chính là tên cự hùng khải tháp mà trước đó đã giao thủ tại Vũ Đảo. Lần đầu anh tới đây còn bỡ ngỡ nên cũng muốn gã ta dẫn đường. Bên trong có vô số cường giả chiến thần. Hầu hết các chiến thần đều phân tán khắp nơi, cho nên mọi người thường sẽ đi tới chiến thần cung để gặp mặt nhau. Người thanh niên này chính là cường giả đứng thứ hai trên thế giới, Lôi Thần. Hắn ta cũng chú ý tới La Phong. Tin tức La Phong trở thành thành viên mới của chiến thần cung nhanh chóng được thông báo cho toàn thể người bên trong biết. Bọn họ đều nhiệt liệt hoan hô chào mừng thành viên mới. Dù sao chiến thần cung có thêm một thành viên thì nhân loại sẽ thêm một phần hy vọng. La Phong được Sương Huy dẫn đi ăn uống. Anh muốn hỏi thăm về sinh mệnh chi thủy. Ông ta cho biết đương nhiên là có. Tháng nào cũng có số lượng lớn vật phẩm cực kỳ giá trị được bán ra. Vừa vặn, hội đấu giá sắp diễn ra, Dương Phương lão sư cũng có mặt ở đây. Cô muốn sau khi đấu giá hội kết thúc sẽ giới thiệu cho anh biết về những chiến thần khác trong võ quán cực hạn. Lần này, hội đấu giá có tổng cộng 71 món, La Phong bỏ ra 12 tỷ mua một lọ sinh mệnh chi thủy. Bởi vì số lượng vô địch chiến thần trên trái đất mới có mấy người. Hơn nữa, La Phong còn là lần đầu tiên tham gia đấu giá, cho nên mọi người ở đây đều nể mặt và không cạnh tranh nữa. Hai vợ chồng Lý Diệu cũng ở đây. Duy Nina rất muốn hô giá vậy nhưng Lý Diệu đang ngăn cản. Bọn họ không nhất thiết vì để cho La Phong bỏ ra thêm vài tỷ mà bại lộ thân phận. Lý Diệu phỏng đoán La Phong rất quan tâm tới người thần. Động thủ với người nhà của chiến binh là trọng tội. Lý Diệu không thể đích thân ra tay, cho nên đành phải dùng tiền để thuê sát thủ. Sinh mệnh chi thủy được La Phong đấu giá thành công. Đến món thứ 58, anh tiếp tục đấu giá tờ nhện của quái thú cấp vương. Bởi vì tác dụng của nó không quá lớn nên sau khi hô giá tới con số 10 tỷ thì không còn ai tiếp tục cạnh tranh nữa. Sau buổi đấu giá, một vị chiến thần đi tới làm quen. Ông ta chính là người cung cấp sinh mệnh chi thủy. La Phong nghe vậy liền đồng ý gặp mặt và bày tỏ mong muốn mua thêm một phần nữa. Tuy có chút phiền phức bởi vì sinh mệnh chi thủy là từ bên chính phủ cung cấp, vậy nhưng mà ông ta vẫn nhiệt tình giúp đỡ. Ông ta biết cái sao được với cường giả vô địch trong cấp chiến thần còn quý giá hơn tiền bạc rất nhiều. Trở về nhà, anh lập tức dùng sinh mệnh chi thủy trị thương cho em trai. Quả nhiên là không ngoài mong đợi, đôi chân bị liệt của La Hòa nhanh chóng khôi phục và chạy nhảy như bình thường.